5. Trạng thái thật của tâm. Đừng lầm tưởng Niết Bàn là một cảnh giới và tu đạt đến sự thành tựu nhất định để chết sinh về. Nhiều người hỏi rằng, người tu tịnh độ, niệm Phật, chết sinh về cảnh giới cực lạc, người tu thiền chết sinh về đâu? Ngay câu hỏi đã sai rồi. Hãy nhớ, nơi chốn chỉ là phương tiền độ của mười phương chư Như Lai thiết lập để nhiếp hóa chúng sinh. Vì cái gì có tướng trạng, cái gì có tên gọi, thì cái đó theo đúng quy luật thành trụ, hoại không và sinh diệt mất còn. Dù cho có cảnh giới, có sinh dân ở quốc độ nào, tuổi thọ dài đến triệu năm ánh sáng, ở đó cũng phải đi vào chu kỳ vô thường, sinh diệt. Trong khi đó, Niết Bàn không phải là cảnh giới, chẳng có trong Đông, Tây, Nam, Bắc, mà Niết Bàn là trạng thái tịch lặng, vô niệm, hiện tiền của tâm.